Hôm nay á là ngày 1 tháng 5, ngày nghỉ lễ, là chúc bà con cô bác dồi dào sức khỏe, mạnh giỏi, mạnh khỏe. Những ngày gần đây, nhiều anh em truyền thông chia sẻ, sư thầy Minh Tuệ vượt liên tỉnh tỉnh thành đi bộ cầu nguyện cho bà con trong ngoài nước sức khỏe bình an. Một việc làm tu tập công đức của chư thầy, thầy luôn cầu nguyện cho chúng sanh được bình an. Công đức của thầy đầy ý nghĩa, đại phai thay mặt Phật tử xin kính gửi lời khúc đến thầy. Trong con đường tu tập, thầy luôn gặp bình an. Những ngày gần đây thầy đi bộ, con xin chúc thầy được dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Một việc làm của thầy làm cả thế giới kính trọng. Con luôn cầu chúc thầy trên con đường tu tập cho thầy sớm được đắc đạo. Những ngày gần đây thầy Minh Tuệ, thầy đi bộ, thầy làm cho cộng đồng chúng sanh đạt được bình an. Đại cũng cầu chúc cho bà con cô bác được vạn sự bình an nha. Những ngày gần đây á, bà con cô bác nào mà không có đi chơi mà ở nhà thì gọi cho đại sẵn sàng đi uống cà phê chung. Đại lúc nào cũng kính trọng, nhớ ra bà con cô bác. Đại sẽ hứa với bà con cô bác, chưa biết chừng nào sẽ đám cưới đại, thì nào mà có ngày vui đại tới đến thì đại xin mời bà con cô bác lời chung vui nha. Bà con cô bác cũng cầu chúc cho sớm đại có vợ thành công nha. Đại cũng muốn tìm đại qua cho đại được một người để đến với đại. Thành đại khi nào mà có người á thì đại sẽ mời bà con cô bác nha. Đại lớn tuổi rồi, đại chưa tìm được vợ được, đại buồn lắm. Đại cũng xin cầu chúc cho bà con cô bác mà người nào mà chưa có vợ chưa có chồng rồi tìm lại một nửa cho được vui, để cũng mừng cho cho bà con cô bác nha. Hồi trước tới giờ mà đại lên mạng á là lúc nào đại cũng kính trọng bà con cô bác hết. Trong thời gian qua những gì mà có hài không có hài lòng rồi bà con cô bác, xin bà con cô bác cũng bỏ qua cho đại nha. Đại cũng cố gắng tìm một người vợ để về trong đại thì trong hạnh phúc gia đình của đại. Đại xin hứa với bà con, đại không tìm vợ thì được thì thôi, nếu mà đại tìm được vợ thì đại sẽ rất là thương vợ thì xin, chứ không phải là đại nói cái đùa đâu. Nếu mà em nào mà còn độc thân chưa có chồng thì cho anh đại một cơ hội, chứ là anh đại sẽ về chung sống với người đó, không bao giờ phụ lòng đâu. Anh đại hứa, anh đại người nào mà không có nhà cửa anh đại vẫn thương nhiều hơn. Em nào nghèo chừng nào anh đại thương chừng nào nhiều chừng nấy. Nếu mà em nào mà về với anh nghèo cách mấy anh đại vẫn thương. Về với anh đại có nhà riêng, không không cần phải lo nhà cửa để ăn ở. Mọi việc ăn ở nhà anh đại thì anh đại lo hết. Em nào mà không đi làm mà về với anh đại thì anh đại sẵn sàng lo, từ mình có như thế nào cũng cũng sống được, anh đại sẵn sàng lo hết. Còn em nào đi làm thì cứ tiền gửi riêng, muốn gửi về bên gia đình của cái người đó như thế nào cũng được. Anh nói thì kế bên chợ, em nào thích buôn bán thì anh sẵn sàng lo cho cái vốn cho đi vô buôn bán rồi tiền gửi về quê. Anh hứa mà ai mà về sống với anh là không bao giờ anh đánh đập, anh rất là thương vợ. Hiện thời giờ anh chưa có tìm được vợ thì nó ở nhà buồn lắm mấy em ơi. Xin mấy em về đến chung vui với anh, để khi mình có lễ lộc có gì đó mình có thể đi chơi. Lễ lộc thì người ta có vợ chồng ta đi chơi, anh đây thì không có vợ, anh ở nhà một mình buồn lắm. Nếu mà anh tiễn được vợ, anh hứa anh xin tôn trọng bên vợ, anh kính trên nhường dưới, không bao giờ anh thay đổi đâu. Anh luôn tôn trọng ba mẹ vợ, vì ba mẹ vợ là cái người sinh ra vợ cho anh, nên anh tên tôn trọng ba mẹ vợ. Từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ mất lòng bên vợ. Nếu em nào chưa có chồng yêu thương anh Đại sẽ yêu thương hết lòng. Em nào mà thương anh Đại, anh hãy xin cưới hỏi đàng hoàng. Hôm nay ngày lễ
mà sẵn đây là đại có cây đàn đây, đại xin kính gửi bà con cô bác một bản dòng sông quê em. Gió lên đi cho tình ta xây ước mơ, mấy lâu mong chờ ánh trăng đôi bờ, người đi thương nhớ nhớ quê hương, thì chung vui vẻ nghĩa tình ta dưới sắc son. Dòng sông quê em hay dòng xưa mẹ hiền, chở tre bom đạn mang đàn con thơ tháng năm. Hàng vừa nương xung đinh ru mình trong tiếng gió, xưng đến xưng đi mấy mùa chờ đợi thời gian ở chờ nổi mong chờ. Đưa treo khăn lao môi trang em cười, cây sào nặng còn kéo dài trên mặt đất, chuyện cuộc đời mình kể nói ngược xuôi. Giao liên cực lắm ngân vui, chiều sáng tân định sáng nhà ô tô. Đang nằm nghỉ nhà này. Hồi nãy em có gửi cho anh cái lời thoại đó nha, qua Zalo đó, rồi anh coi nha. Em có gửi qua lời thoại cho anh á, em nói anh vậy nè. Nếu mà có nhân viên nào đến với anh được là em rất mừng cho anh. Vậy đúng rồi. Tìm hiểu kỹ, ta thương anh thật lòng, rồi ta vô đời sống anh, ta chở bún cơm nước giặt quần cho anh, chăm sóc cho anh. Đó mới là một người vợ, chứ đừng có tìm mấy bà mà tới một phút một giây rồi đi được. Mượn tiền mượn bạc rồi mấy bà gạt gẫm anh đó là anh khổ lắm đó. Thôi nhau ạ. Ngày lễ tới anh chúc em vạn sự bình an, dồi dào sức khỏe nha. Em cũng chúc anh năm nha. Mạnh khỏe, bình an, gặp được một nhân viên mới, gặp được một người vợ đất na, đức hạnh đàng hoàng để bà nương tựa lo cho tuổi già, chăm sóc cho anh nha. Rồi anh cảm ơn. Anh nói với Phúc liên lạc điện thoại với em coi. Anh cảm ơn em nhiều em. Hoàn cảnh của em đi, giúp cho em tìm hiểu, em gặp được trực tiếp với chú Phúc đi. Thì chú Phúc giúp cho em được như anh vậy đó. Cần một người bạn trai như thế nào em nói cho nghe đi. Em chỉ cần một mái nhà tranh, hai vợ chồng sống mỗi người cái nghề, tạo ra tiền, thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Em không có cần giàu có, em không cần người chồng em đẹp trai, nhưng mà em cần những mặt đạo đức con người, sống có đạo đức, có lương tâm, có trách nhiệm được rồi. Chứ em không phải nam giàu đó. Đàn ông có cái trách nhiệm, có đạo đức thì em nói với anh Hậu, em tìm người chồng từ độ tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu? Em năm nay 53 thì chồng em 56, 57, 58 gì đó anh cũng được. Coi nhỏ, coi như từ 60 trở xuống nè, từ 60 tới 53 phải không? Nhưng mà nhỏ hơn em tuổi cũng được ha. Vậy từ 60 tới 52. Dạ đúng rồi. Có anh nghe nè, nghèo mà chí thú làm ăn, nghèo mà có tình có nghĩa, nghèo mà biết trước biết sau đó, nghèo mà biết thương yêu em, nó còn hơn sống trong cảnh giàu có nữa anh. Đúng rồi. Giàu để làm, giàu rồi chết rồi cũng trở về cát bụi, hai bàn tay trắng không có đem theo được gì hết anh ơi. Đó, giờ mình tạo cơm tạo cháo lo ngày hai bữa cơm, còn dư chút tình thương là phòng chống đau bệnh, hai vợ chồng chăm sóc nhau. Em không có ham giàu có, cái đó em nói thật đó. Đó, bây giờ anh ngẫm nghĩ đi, năm giàu sang hay là nghèo hèn gì thì chết cũng đi hai bàn tay trắng chứ không có đem theo được cái gì. Nhưng mà em cần cái người là có cái nghề trong tay, ví dụ nghề thợ hồ, ta phụ hồ cũng được đó anh, ta là cái nghề mua bán đó cũng là một cái nghề, nghĩa là nghề lương thiện, nghề lương thiện chân chính là được rồi đó. Đi phụ hồ, đi làm thợ hồ cũng được, mua bán cái gì người nhỏ nhỏ cũng được, sửa xe cũng được anh. Nói vậy đó, cái nghề nào cũng là cái nghề hết, chứ
em không có ham giàu có, em không dám trèo cao, thì phận em nghèo anh, phận em nghèo anh biết hoàn cảnh em mà đó, phận em nghèo em không có mà trèo cao, em chỉ mơ ước chồng em là có tâm, không có tâm, có đạo đức tốt là được. À, em tìm một người chồng có nhà cửa đàng hoàng hay là em tìm có nhà không nhà cũng được? Bây giờ em nói anh nghe nè, nhân duyên là do trời định, nếu mà anh ta có nhà cửa thì càng tốt, có chỗ trú nắng trú mưa, em ham nhà lầu xe hơi, chỉ cần có mấy căn nhà tranh cũng được đó. Rồi em về với anh ta tìm thêm con bá gái ông bà. Rồi nếu anh ta có nhà cửa thì em về, em cũng cái nghề trong tay, em nghề em là mua phế liệu, chồng em nghề rồi cùng lương láo cho nhau tuổi già. Còn nếu bây giờ em tập người chồng em ở nhà cửa đất đai mà chồng em thương em thật lòng thì theo em sống cũng được ha. Em nói anh hiểu không? Em tiễn chồng tiễn chồng với dân thành phố hay dân quê? Dạ em muốn ở quê, quê hương miền Tây của mình là những người đàn ông là chất phát thật thà, dân lao động, vì họ có lao động họ mới biết thương em, anh hiểu không? Ừ. Có cực khổ, có dầm mưa họ mới biết thương em. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Chứ ở thành phố bây giờ ăn cắt mặt sơn anh ơi. Ở thành phố thì người ta đi làm việc cơ quan, xí nghiệp công ty, nhiều khi người ta chưa hiểu cái khổ 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 mắt xương máu của mình tạo ra thực chất khổ như thế nào, nhiều khi mình cũng khó hòa nhập lắm. Mà đàn ông quê hương miền Tây thì người ta có dễ nắm dầm mưa, rồi người ta có cực khổ người ta mới xem hòa với em được, anh hiểu không? Ừ. Đó. Dạ, ta nói là tình yêu chân thật đến với nhau là hai con tim phải hòa hợp, rồi thương yêu nhau thật lòng, mà có yêu thương nhau thật lòng mới tiến tới hôn nhân bền vững. Mà hôn nhân bền vững thì có tạo ra được thực chất bền vững nè. Dạ. Đó là lời chân thật của em nói. Gì vậy? Em giờ em không có em giàu có. Vâng, thôi, có một chuyện để cho chú Hiếu nó điện em nha. Em tìm một người chồng như thế nào, có đẹp trai ha là sao? Thôi em không cần đẹp trai, nhìn gương mặt có hậu được rồi anh. Đó, nhìn gương mặt có hậu rồi, có tâm. À, em có cần người đó đẹp trai như thế nào không, phải là sao? Nó nói em có thể em nói biết đi. Nếu mà cho sếp em lựa chọn là em hứa chồng em nhìn vào gương mặt có hậu được rồi, chứ em không có cần đẹp. Ừ. Nếu mà sắp cao xấu đớn thì cũng không được. Nhìn gương mặt có hậu là được rồi anh. Ừ. Có hậu được rồi. Đó. Khi gương mặt anh nhìn vô là có hậu đó. Phải không? Không phải cần gì đẹp trai nha. Đẹp trai mà người ta sống tiểu cán là cũng vậy anh ơi. Nhưng mà nó nghe mấy nó chửi anh là anh nó chửi anh tàn nát hết á. Đâu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn à. Đó, đánh giá con người đừng nhìn cái mẫu mã bên ngoài, quần áo hay là sắc diện, mà về đạo đức con người, cái tâm con người sống có biết tới ông bà cha mẹ hay không, đạo dựng chồng có chung thủy hay không, có thương yêu nhau giờ đi hết cái cuộc đời này hay không, cùng gánh vác với nhau, cùng lo cho nhau đó. Đúng rồi, đi làm gì anh, đẹp trai gì rồi đâu rồi mình mà chết sớm chứ làm gì. Dạ đúng rồi, đúng không anh, em nói đúng không? Em nói chính xác rồi, về mình ghen tuông mà mình rầu, đi ra con này con nọ mình rầu, mình chết rồi mà chết sớm nữa. Không phải là em nói mẹ mưa đổ cả nắm không, hay đẹp trai cũng tiểu, nhiều người ta đẹp trai ta vẫn thương yêu vợ con, đừng ở quyền đuôi què thì thôi, chứ con tay chân lạnh lặn mặt mày có hậu rồi tìm hiểu đôi ba tháng em thấy anh ta có tâm, có trách nhiệm, biết yêu thương em chân thật là tiến tới luôn anh, tiến tới luôn. Ừ. Chứ em không có cần mờ anh ta phải là đất mẫu ở nhà cao cửa rộng. Bây giờ mà anh ta có cái nhà như anh cũng được, anh Năm thí dụ giờ nợ tôn rồi, xung quanh vết tường rồi, ở dưới mình lót gạch cho thành sạch là được rồi. Đúng rồi. Rồi anh Năm, đúng không? Em nhìn anh đẹp trai, kể gì những viên nào em nói anh biết đi. Thì em nói thiệt anh sống là cái tâm anh có đức lắm, anh sống có tâm anh rất là tốt, anh rất là biết thương người nghèo, anh hay giúp đỡ cả cuộc đời, anh hy sinh lo cho hai đứa con, mà bản chất đạo đức anh rất tốt. Nhưng mà anh rất khó, người nào mà anh đã lấy làm vợ là người đó phải như thế nào, người vợ đó là phải gọn gàng, lịch sự, sạch sẽ, tươm tất đó, rồi người đó phải làm cho anh rung động con tim, anh mới đến với người đó đó. Em như em đoán được chị tính tình của anh, biết ý anh là anh rất là dễ, nhưng mà không biết ý anh rất khó. Đúng rồi, em nói đúng luôn á.
chính xác. Nên em nói anh là em nói thiệt anh luôn, đàn bà người những người khác thì ham lấy chồng đẹp trai để hành diện xã hội, còn riêng em chỉ cần là nhìn chồng em gương mặt có hậu là được rồi, hiền lành, nó đạo đức tốt, tâm tốt được rồi anh. Gương mặt có cái gương mặt có hậu nhan là được rồi đúng không? Đúng chính xác. Ừ. Em nói anh nghe nè, thương em rồi lo làm ăn, ví dụ chồng em đi bán vé số em cũng lấy làm chồng nữa, em nói vậy đó. Chồng em đi mua dây chai em cũng lấy nữa, miễn là chồng em chân thật, hiền lành, đừng có gian xảo cùng gian tham. Em cố mơ là tìm được cái người chồng của em á, là mẫu hình với anh không? Người chồng của em á thì cái em cần điều này nè, em cần người chồng em á là sống cô độc một mình đó, con cái có vợ có chồng riêng tư hết đó. Ừ. Có chồng có vợ riêng rồi, anh ta ở chòi tranh chánh đá một mình, em về em sẽ nương tựa vào cái mái chòi tranh nó cùng anh ta. Ừ. Cùng nghèo, cùng đói, cùng lo cho nhau đi đau đi bệnh, cùng vượt qua tất cả trở ngại khó khăn đó. Con có cái đùm đùm này đầy rồi nó khó lắm anh. Nói em nha, thí dụ mà nếu mà người nào mà giống y như anh vậy nào mà thương em có thương người ta không? Thương thì người ta thương em chân thật thì đương nhiên em phải đón nhận rồi, phải không? Người ta thương chân, nhưng mà cái điều quan trọng là anh ta nói được phải làm được, chứ cái chuyện lời nói ai nói không được đúng không anh? Ví dụ người ta nói người ta yêu em chân thật, người ta phải thực hành, phải làm. Anh ta phải kiếm đồng tiền lương thiện trong sạch đem về lo cho em, phụ với em, không cờ bạc nha. Điều em đòi hỏi là không cờ bạc nè, không đề đớp, không đá gà, dướng vào tệ nạn xã hội rồi á thì bây giờ vàng chất bằng núi của anh nữa. Em đúng rồi anh, đúng không? Đúng. Nhưng mà người chồng em cũng cái tệ nạn xã hội đó là em không chấp nhận được, đó là em nói thật. Đúng rồi. Còn nếu mà chồng em mà anh chấp tiền lành với anh vậy nè đó, biết là giờ chạy xe ôm hay là anh chết muốn hay là anh nói nghe, ông mạnh ông đang tiễn vợ cái tình trạng y như em á, nhưng mà em hơi xấu không biết ông có chịu không. Ông mà nếu mà ai chịu ông cho 2.000 đô á với vòng vàng luôn á, đúng hết rồi. Mà biết ông mạnh ông có chịu em không, anh không biết em có chịu ông không. Ông tướng ca cầu ráo lắm nhưng mà nói nhiều lắm. Nghe em nói nè, em chọn là em không có mơ ước giàu có, em chỉ mơ ước một cuộc sống bình thường, anh hiểu chưa? Anh nói thí dụ nha, thí dụ giờ anh thương em có thương anh không? Không, em nói anh nghe nè, em biết tâm ý anh bấy lâu nay là anh coi em như em gái mà. Ờ, nói mà. Đúng rồi. Anh nói là anh coi em như một người em gái, là một người em gái thương nhất đó, thì bây giờ anh đã coi em như em gái thì em sẽ tính trọng anh như một người anh trai. Đúng rồi. Mà cho em lựa chọn thì em mơ ước một mấy trăm, một mấy nhà kính đáo, rồi hai vợ chồng cùng làm cùng sống cùng chia sẻ nhau, chứ đừng có thấy chồng mình tiền nhiều nhau vô. Rồi mình vô con người anh có thể là em khen anh đẹp trai không? Em nói thật anh á, là cái gương mặt anh đẹp trai nhưng mà gương mặt anh rất có hậu. Phải không? Mà nói nghe nè, có nhiều người chửi anh lắm á, nói cái mặt anh xấu hết nước Việt Nam này á, anh nói cho biết luôn, mấy thằng nó chửi anh á. Anh nói em nghe, em nói rất là đúng. Anh không phải anh khen em á, nhưng mà em nói cái nào đó là đúng, mà nói đúng mà. Em nói là nãy giờ anh, em nói ra cái phần của anh á rất là đúng. Trăm ý chữ y là in vô luôn á. Chứ tính anh y chang như em nói vậy, chứ không ai không khác gì chứ. Anh có sao nói vậy à? Không bao giờ anh biết xạo láo gì á chứ. Có nó có mà không nó không, tính anh là vậy. Em nói anh biết bây giờ á em có sống không theo bản tính
dẹp nhà cửa chăm sóc cho anh lúc nào bệnh, cái đó là người phụ nữ đức hạnh đó, nết na đó, chung thủy và yêu thương anh thật lòng. Anh khoan cầm tiền cho khi anh chưa hiểu về người ta, nhưng dặn anh rồi 500, 700, 600 đối với một người đàn ông chẳng là cái gì hết. Nhưng một khi anh giao tiền cho người ta, anh phải biết rằng người ta có yêu thương anh chân thật hay không, có trách nhiệm quan tâm đến anh hay không. À, anh nói mẹ thôi, tạm biệt em nha. Rồi. Dạ. Rồi, rồi. Video tới đây xin tạm dừng nha. Xin chào cộng đồng bà con cô bác nha. Hẹn bà con cô bác video tiếp theo nha. Xin chào bà con cô bác.